đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay thứ Tư, ngày 2 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài An Giang quyết tâm hoàn thiện mục tiêu năm 2023. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Sáng ngày 1 tháng 8 năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức phiên hợp Thường trực Hội đồng Nhân dân tháng 7 và hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng Nhân dân các phường xã quý 3 năm 2023. Ông Đinh Giang Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì hội nghị. Tại hội nghị thông qua báo cáo tình hình tổ chức và chương trình hành động quý 1 và quý 2 năm 2023 của Thường trực hai ban Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các phường xã, báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2023. Hoạt động giám sát được thực hiện đảm bảo nội dung kế hoạch đề ra, tổ chức các đợt giám sát chuyên đề, đảm bảo chất lượng Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đinh Giang Bảo đề nghị tường trực Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và phường xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động khảo sát, giám sát, thường xuyên theo dõi đôn đốc, giám sát, trả lời, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp, thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp xúc cử tri, đảm bảo tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chiều ngày 1 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập phường cho phố A tổ chức diễn tập chiến đấu phường cho phố A trong khu vực phòng thủ năm 2023. Đến tham dự có đồng chí Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Từng thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức và lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân, ban chỉ huy quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể phường cho phố A tổ chức diễn tập với các giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Qua cuộc diễn tập chiến đấu phường cho phố A trong khu vực phòng thủ năm 2023 nhằm giáo dục tinh thần cảnh giác cho cấp ủy cùng các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tăng cường hoạt động gìn giữ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nâng cao trình độ năng lực của người chỉ huy và khả năng cơ động hiệp đồng tác chiến sức mạnh chiến đấu của cơ quan đơn vị qua đó khắc phục khâu yếu mặt yếu rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới Ngày 1 tháng 8, Chi bộ phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Nửa nhiệm kỳ qua, Chi bộ phòng Tài chính Kế hoạch đã bám sát các nghị quyết của Đảng phổ biến triển khai kịp thời tới đảng viên cán bộ công chức trong chi bộ cơ quan, tham mưu tốt cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý, điều hành ngân sách, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, đảm bảo tiết kiệm và các biện pháp giải pháp quản lý, khai thác các nguồn thu trên địa bàn thành phố. Theo đó, tổng thu ngân sách địa phương đến nay đạt 66,35% so với nghị quyết, trong đó thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn thành phố đạt 43,62% so nghị quyết. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 52,68% so với nghị quyết, trong đó chi thường xuyên đạt 40,71%, chi đầu tư phát triển đạt 17,58%. Trong thực hiện khâu đột phá về tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng đô thị du lịch thông minh hiện đại, từ các nguồn vốn trung ương, tỉnh, thành phố và nguồn xã hội quá, thành phố có 56 dự án công trình và hai đề án ở 11 lĩnh vực và 16 dự án mời gọi đầu tư. Tính đến tháng 6 năm 2023, có 19 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, chiếm tỷ lệ 44,18% tổng số dự án đang triển khai thực hiện, với tổng mức đầu tư hơn 246 tỷ 759 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chi Bộ luôn chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên cán bộ công chức diện chức đảm bảo về số lượng chất lượng, hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, chi bộ phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu nghị quyết chi bộ, phòng tài chính kế hoạch đã đề ra, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên, nâng cao trình độ chuyên môn chính trị cho cán bộ đảng viên, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ, phòng tài chính kế hoạch đã đề ra. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh An Giang do ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Châu Đốc. Thời gian qua công tác cải cách hành chính của thành phố Châu Đốc đã được quan tâm chỉ đạo kịp thời của các ngành các cấp về tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố, tiếp tục được kiện toàn và thực hiện phân cấp đồng bộ. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng theo quy định. Việc giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần đi vào nền nếp. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn năng lực thực thi nhiệm vụ được nâng cao. Công tác quản lý sử dụng ngân sách tài sản công đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3-4 là 12.292, trên 13.262 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93%, trong đó tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 là 5.024 trên 13.262 hồ sơ, đạt tỷ lệ 38%. Mức độ 4 là 7.268 trên 13.262 hồ sơ, đạt tỷ lệ 55%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn là 99,81%. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2023, Cổng Dịch vụ Công Trực tuyến cung cấp tổng số 535 dịch vụ, trong đó số dịch vụ công mức độ 3 là 117 dịch vụ, số dịch vụ công mức độ 4 là 165 dịch vụ. Sáng ngày 1 tháng 8 năm 2023, Trạm Khuyến Nông, thành phố Châu Đốc tổ chức hội thảo tham quan mô hình nuôi ếch thịt trong dèo kết hợp nuôi cá sặc rằn trong ao đất cho hơn 30 nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Tế, mô hình nuôi ếch thịt trong dèo giữa quy mô 50 m2, 2 dèo, 6.000 con ếch giống, nhà nước hỗ trợ 50% con giống và 50% thức ăn. Thời gian thực hiện 6 tháng từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2023 tại hộ nông dân Lâm Hoàng Dương, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc. Trong thời gian nuôi, cán bộ trạm khuyến nông thành phố sẽ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cách chăm sóc nuôi ếch. Đến nay mô hình này đã được khoảng 2 tháng rưỡi, phát triển tốt, giảm ô nhiễm môi trường nước, nâng cao giá trị kinh tế. Hội thảo nhằm giúp cho bà con nông dân chia sẻ kinh nghiệm, có kiến thức cơ bản về quy trình nuôi ếch thịt như kỹ thuật cải tạo ao, thiết kế các loại dèo nuôi để đặt trong ao, thiết kế các bạc nuôi trên bờ, xử lý nước, chọn ếch giống, mật độ thả giống, cách cho ăn, chăm sóc phòng bệnh, quản lý ếch nuôi và quản lý môi trường nước, kỹ thuật thay nước, kỹ thuật sử dụng men di sinh trộn vào thức ăn cho ếch ăn và dùng men di sinh xử lý nước, cách tính hiệu quả kinh tế. Ngày 1 tháng 8, đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh An Giang đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế tình hình triển khai, tiến độ, chất lượng thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, kết quả triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến, kiểm tra hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính liên thông. Thời gian qua, Quỹ ban nhân dân phường cho Phúc B đã ban hành các kế hoạch cải cách hành chính theo quy định và ban hành một số văn bản chỉ đạo điều hành cải cách hành chính và thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính ban hành đầy đủ kịp thời đúng thời gian quy định các kế hoạch triển khai kiểm soát quy định thủ tục hành chính ra soát đánh giá thủ tục hành chính việc thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ đúng quy định cơ chế một cửa một cửa liên thông được duy trì hoạt động vị trí việc làm được ra soát sắp xếp công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm công chức viên chức chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính Tính đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận tổng số 2.952 hồ sơ, trả kết quả đúng hẹn 100%, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 được 2.219 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,99%. ,99%. 145 thủ tục hành chính được công khai niêm yết tại bộ phận một cửa, 29 trường hợp tham gia thực hiện bưu chính công ích. Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đạt tỷ lệ 75,17%. Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc vừa ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức giải du địch xe đạp đường trường trẻ quốc gia lần thứ 28 năm 2023. Theo kế hoạch, giải du địch xe đạp đường trường trẻ quốc gia sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ 30 ngày 5 tháng 8 năm 2023 tại trước cổng Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Thời gian thi đấu từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 năm 2023. Thông qua giải du địch xe đạp đường trường trẻ quốc gia lần thứ 28 năm 2023 nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng 78 năm cách mạng tháng 8 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023 hướng đến kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2023. Qua đó tạo điều kiện cho các đội xe đạp thể thao trong nước thi đấu cọ sát để nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, giới thiệu con người và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp tỉnh An Giang nói chung và thành phố Châu Đốc nói riêng với các tỉnh bạn. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 6 âm lịch vừa qua, ban quản trị lăng miếu núi Sam tổ chức cho người dân và du khách tiếp cận tượng bà chúa xứ núi Sam nhằm đáp ứng theo nguyện vọng của đông đảo du khách gần xa đến tham quan cúng giếng. Theo kế hoạch, ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức cho người dân du khách tiếp cận tượng bà, mỗi đợt không quá 10 người. Tùy theo tình hình lượng khách, lãnh đạo ban quản trị Lăng Miếu điều chỉnh số lượng khách vào diễn cho phù hợp. Mỗi tháng sẽ có 4 ngày cho du khách được tiếp cận tượng bà vào các ngày như 14, 15, 29, 30 hoặc trường hợp tháng thiếu ngày 30 thì chuyển sang ngày mùng 1 âm lịch. Thời gian diễn và tiếp cận tượng bà từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều trong ngày. Đây là hoạt động tâm linh có ý nghĩa thiết thực đối với người dân và du khách gần xa đến giới miếu bà, là niềm ao ước của nhiều người chưa có điều kiện thực hiện mong muốn tiếp cận tượng bà chúa xứ núi Sam ở cự ly gần để cầu mong những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Ngày 31 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 14-15 tháng 6 âm lịch, Chùa Phước Điền hay còn gọi là Chùa Hang tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 125 Ni Sư Thích Nữ Diệu Thiện người khai sáng chùa Hang và là vị tỳ kheo ni đầu tiên của vùng đất Nam Bộ. Ni sư thích nữ diệu thiện, tên thật là Lê Thị Thơ, là một thợ may giỏi nên người ta gọi là bà thợ. Sinh năm Mậu Dần 1818 ở chợ lớn, viên tịch năm Kỷ Hợi 1899, hưởng thọ 81 tuổi. Theo tài liệu ghi chép, sau khi lập gia đình, gặp cảnh đời ngang trái, bà từ bỏ cuộc sống đời thường, tìm đến núi Sam, vào chùa Tây An, xin quy y lấy pháp danh là Diệu Thiện. Sau thời gian ở chùa Tây An, bà nhận thấy đây không phải là nơi phù hợp với mình để tu vì có nhiều người thường xuyên lui tới. Nên bà tìm đến một cái hang cách chùa Tây An khoảng 1 km, dựng am, lập nơi tu hành. Đây cũng là khởi nguyên ban đầu của chùa hang Châu Đốc ngày nay. Hàng năm vào ngày dỗ tổ, thượng tọa Đại Đức các đệ tử ở thành phố Châu Đốc tề tụ về chùa Hang để cùng nhau ôn lại tưởng niệm tỏ lòng tri ân lên ni sư thích nữ diệu thiện, lấy đó làm động lực cho sự tu học bản thân và quần pháp lợi sinh. Đồng thời đại chúng dâng lên những đóa hoa với tâm thành kính cúng dường ni sư. Sáng ngày 1 tháng 8 năm 2023, nhân dịp rằm tháng 6 âm lịch, Ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức nấu phở chay miễn phí cho người dân và du khách gần xa đến miếu bà chủ xứ Núi Sam tham quan cúng giếng. Theo thông lệ, cứ vào những ngày rằm hàng tháng, Ban quản trị Lăng Miếu tổ chức nấu những suất ăn chay miễn phí phục vụ du khách gần xa và người dân địa phương. Rằm tháng 6 đợt này, Ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức nấu những suất phở chay miễn phí nhằm tăng sự phong phú những bữa ăn miễn phí tại miếu bà đến giới buổi ăn chay, du khách được thưởng thức những tô phở được chuẩn bị sẵn, bài trí tươm tất với thực đơn đầy đủ topping, đồng thời còn được thưởng thức bánh ngọt, nước giải khát tất cả đều được miễn phí vào các khung giờ buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Địa điểm tại khuôn viên miếu bà chúa xứ núi sam. Hoạt động này có ý nghĩa nhân dân sâu sắc là nét đẹp riêng đã và đang có được ở miếu bà chúa xứ núi sam được duy trì thành nề nếp từ nhiều tháng qua, góp phần tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh đẹp về miếu bà đến giới du khách gần xa. Nhân dịp lễ tưởng niệm lần thứ 125 Ni Sư Thích Nữ Diệu Thiện, người khai sáng Chùa Hang nhằm ngày 14-15 tháng 6 âm lịch, Chùa Hang tổ chức buffet chai miễn phí nhằm phục vụ cho Phật tử và khách hành hương đến tham quan. Nhân dịp lễ tưởng niệm lần thứ 125, Ni sư Thích nữ Diệu Thiện, hàng năm chùa Hang đều tổ chức tiệc chay miễn phí để mọi người đều có cơ hội ăn chay, tiệc buffet chay bao gồm nhiều món ăn phong phú, hương vị đậm đà, rất ngon, được quý thầy và quý Phật tử thực hiện bằng các nguyên liệu có nguồn gốc từ rau củ quả xanh, không sử dụng thực phẩm công nghiệp, không gian ẩm thực gần gũi với thiên nhiên và Phật pháp có dịp đến giới chùa hang nhân dịp lễ tưởng niệm của ni sư thích nữ diệu thiện du khách sẽ được thưởng thức bữa búp phê chay miễn phí đầy dưỡng chất tìm đến chốn thanh tịnh xua tan đi mọi mệt mỏi lo toan của cuộc sống cầu những điều tốt đẹp nhất cho mình quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số fm chín mươi hai một Đảng bộ thành phố Châu Đốc xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là việc làm thường xuyên, thiết thực trong thực hiện di chúc của người mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn và khẳng định. Trong những năm qua, đảng bộ thành phố châu đốc đã thực hiện đồng bộ chặt chẽ hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện và làm theo bác thực hiện kết luận số 01, can lời trên TVK ngày 18 tháng 5 năm 2021 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, CT trên TVK về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ban thường vụ thành ủy châu đốc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền về nội dung giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong đảng bộ và nhân dân xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh theo chuyên đề từng năm gắn giới xác định rõ nội dung trọng tâm của địa phương cơ quan đơn vị cá nhân lãnh đạo người đứng đầu phương thức thời gian thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng quỹ chi bộ trực thuộc thành ủy đã sáng tạo trong tuyên truyền triển khai đến cán bộ đảng viên, công chức viên chức bằng hình thức trực tuyến qua Zalo nhóm, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể và cá nhân tại địa phương cơ quan đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và thực thi chức trách nhiệm vụ được giao nhất là phát huy tinh thần đoàn kết tự lực tự cường tương thân tương ái đoàn kết cùng với chính quyền và nhân dân triển khai nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền kết luận số 21 can lời trên tv quy định số 37 quy đề trên tv ngày 25 tháng 10 năm 2021 Tại hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, được 22 lớp, có 4.134 đảng viên tham gia. Tổ chức triển khai quán triệt nghiên cứu và học tập nghị quyết Trung ương 6 khóa 13, lòng ghép chuyên đề năm 2023. Xây dựng gian quá con người An Giang theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được 51 lớp cho 5.350 cán bộ đảng viên, hội viên, đẩy mạnh tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình thành phố Châu Đốc, mạng xã hội Facebook, Zalo, bản tin công tác tư tưởng thành phố, đảm bảo truyền tải đến mọi tầng lớp nhân dân, đưa việc học tập và làm theo bác ngày càng trở nên sâu rộng, đều khắp và hiệu quả hơn. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực, chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên đã sưu tầm những mẫu chuyện về bác để kể và sau đó rút ra bài học cũng như liên hệ với thực tiễn, công việc để từ đó tạo động lực phấn đấu làm theo. Ngoài ra, chất lượng hoạt động chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Châu Đốc ngày càng hiệu lực hiệu quả và tạo được niềm tin trong nhân dân. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã làm tốt việc khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác của đoàn viên hội viên trong tham gia thực hiện các phần việc như thực hiện các công trình dân sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới. Việc học tập và làm theo bác cũng đã giúp phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố ngày càng có sức lan tỏa, tạo được hiệu ứng tích cực trong cán bộ đảng viên, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân. Song song đó, công tác tuyên truyền còn được thực hiện đồng bộ từ thành phố đến cơ sở với sự đa dạng các hình thức và phương pháp từ đó tạo sức lan tỏa và ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay mô hình mới sáng tạo trong học tập và làm theo bác đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên việc tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh không chỉ là lời nói suông mà còn phải bằng những việc làm cụ thể thiết thực có chất lượng và gần gũi với công việc hay đời sống hàng ngày từ đó tạo động lực thôi thúc cán bộ đảng viên và nhân dân nỗ lực hơn nữa trong rèn luyện và phân đấu nội dung đăng ký học tập và làm theo bác gắn trực tiếp với đặc thù nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị đặc biệt giai trò bí thư cấp quỹ người đứng đầu các cấp thể hiện rõ sự gương mẫu tinh thần trách nhiệm cao nhất là trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thực sự có sức lan tỏa Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc cũng luôn xác định và tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành địa phương, cơ quan đơn vị và trong mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên hội viên. Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự năng động sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện chỉ thị số 05 CT trên TVK bằng những cách làm mới, xây dựng thành công nhiều mô hình điểm, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Cụ thể, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, cấp trưởng phó phòng ngành, cấp thành phố và phường xã đóng góp tiền xây dựng ba căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền ủng hộ gần 143 triệu đồng. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào việc đơn giản quá, các thủ tục hành chính thực hiện tốt quy chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, đẩy mạnh quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước. Năm 2022, Đảng bộ xã Dĩnh Tế phát động trong cán bộ đảng viên tham gia đóng góp hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được hơn 26 triệu đồng. Năm 2023, phát động trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân hỗ trợ cất một căn nhà đại đồng kết trị giá 50 triệu đồng. Đảng bộ phường Núi Sam phát động đảng viên toàn Đảng bộ đóng góp kinh phí cất một căn nhà tình nghĩa trị giá 40 triệu đồng cho đảng viên khó khăn có nhu cầu về nhà ở. Đến nay trên địa bàn phường đã thoát được 20 hộ nghèo và 47 hộ cận nghèo. Đảng bộ phường Châu Phú B với các mô hình hay sáng tạo có hiệu quả như xã hội quá, nâng cấp hẻm tổ 10 của tập thể ban khóm Châu Quý 1, dân động quỹ vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa của ban khóm Châu Thứ 2 cung các mô hình học tập và làm theo của cá nhân như xã hội hóa, camera an ninh, các hẻm trên địa bàn khóm Châu Long Tư, chăm lo người già neo đơn, dân động xã hội hóa làm hố ga đường đài khí tượng, xã hội hóa mở hẻm trường võ thị sáu, đảng bộ xã Vĩnh Châu với mô hình tiêu biểu như dân động xã hội từ thiện góp phần thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Châu tổ cất nhà từ thiện song song với việc lựa chọn những nội dung trọng tâm mang tính đột phá trên các lĩnh vực để thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc đã lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi cộm gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn và dư luận trong nhân dân như giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai. Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo cấp quỹ chính quyền các cấp bám sát địa bàn, tuyên truyền vận động đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết ổn định tình hình. Việc thực hiện kết luận số 01 can lời trên TVK về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CT trên TVK của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Giao Đốc được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo sát sao, triển khai từ cấp thành phố đến cơ sở một cách thông suốt, qua đó tạo được lòng tin của nhân dân. Đặc biệt là sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc học tập, làm theo bác đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên, thành nề nếp của mỗi cơ quan đơn vị. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, các quỹ đảng các cấp trên địa bàn thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt tinh thần kết luận số 01, can lời trên TV kép về thực hiện chỉ thị số 05, CT trên TV của Bộ Chính trị, gan giới nâng cao chất lượng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng nơi. Trong đó, chú trọng giải quyết kịp thời những bức xúc nổi cộm tại địa phương, cơ quan đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện chỉ thị số 05, CT trên TVK của Bộ Chính trị, trọng tâm là kiểm tra giám sát nội dung cam kết hàng năm, qua đó kịp thời biểu dương nhân trọng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo bác, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, việc An Giang đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế CRDB năm 2023 đạt 7,5% được xem là thách thức lớn. Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần có sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân tỉnh đặt quyết tâm cao ở năm bản lề 2023 nhằm tạo động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, tỉnh đã đạt những kết quả khả quan về tăng trưởng kinh tế, trong đó GRDP tăng 6,5%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. 3,72% và cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2022 4,9%. Thu ngân sách đạt tốt, các chỉ tiêu đều đạt cao hơn cùng kỳ. Tỉnh đã chính thức khởi công cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, tuyến đường huyết mạch góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông, tạo động lực mới cho phát triển. Cùng với sự phục hồi và phát triển kinh tế, tỉnh còn tập trung chăm lo cho giáo dục. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 An Giang trở lại top 10 cả nước về tỷ lệ đầu tốt nghiệp cao và số thí sinh có nhiều điểm 10 tiếp tục đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long. Những kết quả khả quan cho thấy các giải pháp quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong 6 tháng qua là đúng hướng và tích cực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, để đạt chỉ tiêu CRDB năm 2023 tăng 7,5% nhằm bù đắp những năm khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, đồng thời tạo đà hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở ngành địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời gian, để đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2023 và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị 08 trên CTTTG ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2023 đạt trên 95%, kế hoạch thủ tướng chính phủ giao tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Tỉnh sẽ tập trung triển khai nhanh và hiệu quả những chính sách giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với thị trường bất động sản, xuất khẩu, thủy sản, đấu thầu, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế. Đồng thời cụ thể hóa các kế hoạch đã ký kết hợp tác giữa tỉnh An Giang với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Hà Giang, tiếp tục mở rộng hợp tác với một số tỉnh ở các vùng miền trên cả nước để phát triển thị trường và tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm hàng hóa du lịch An Giang các sở ngành địa phương đẩy mạnh việc ra soát ban hành các giải pháp tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn giới chuyển đổi số tháo gỡ các khó khăn vướng mắt điểm nghẽn về hoàn thiện thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bên cạnh đó siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành khắc phục tình trạng né tránh đùng đẩy, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 280 trên CD TTG ngày 19 tháng 4 năm 2023. Cùng với tập trung tối đa nguồn lực triển khai dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 và các dự án trọng điểm của tỉnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp các sở ngành tranh thủ làm việc với các bộ ngành trung ương để ghi vốn, phân bổ vốn đầu tư các công trình dự án của tỉnh. Trong đó, ưu tiên các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang. Theo thông báo 266 trên TB VBCB ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, các dự án đã được Thủ tướng thống nhất gồm dự án tuyến nói từ điểm nào đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và điểm nào đường cao tốc đến điểm nào quốc lộ 91C đi cửa khẩu Khánh Bình theo tuyến quốc lộ 91C. Dự án tuyến đường tránh quốc lộ 91 qua đô thị Cái Dầu, Vĩnh Thành Trung, nói tỉnh lộ 945 và tỉnh lộ 947 Quyền Châu Phú. Dự án cầu Tân Châu, Hồng Ngự trên quốc lộ N1 dự án xây dựng cầu Tôn Đức Thắng kết nối thành phố Long Xuyên với xã Mỹ Quả Hưng, quê hương Bắc Tôn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023 là tập trung chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ hè thu và thu đông, đảm bảo ăn chắc, an toàn trong mùa mưa bão, tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc gia cầm, thúc đẩy phục hồi ngành thủy sản, qua đó đảm bảo tăng trưởng ngành nông nghiệp nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng chung của tỉnh. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 3 năm 2023. Đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch là cơ sở hoạch định chiến lược phát triển lâu dài của An Giang. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, công an thành phố Châu Đốc đã tham mưu các ủy chính quyền các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị 09 ngày 1 tháng 12 năm 2011 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Tiêu chí 19, chỉ tiêu 19.2 trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục hướng dẫn, duy trì, nâng chất chỉ tiêu đối với địa bàn hai xã Vĩnh Châu, Vĩnh Tế, củng cố hệ thống chính trị, lực lượng nồng cốt ở cơ sở vững mạnh, nhất là tuyến biên giới, dùng tôn giáo dân tộc, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, Công an thành phố Châu Đốc cũng tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng, nhà nước, bộ công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác dần dần của lực lượng công an với phương châm trọng dân gần dân hiểu dân có trách nhiệm với dân phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội để quy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quân chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm tai nạn xã hội tội phạm ma túy phòng chống buôn lậu xuất nhập cảnh trái phép qua đó, đã tổ chức tuyên truyền được 896 cuộc, có 2.023 người tham dự, phát 650 thư kêu gọi tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Thông qua công tác xử lý vi phạm hành chính, lĩnh vực an toàn giao thông tại đơn vị đã cho 19.017 người vi phạm viết cam kết không tái phạm về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đã đăng ký được 11 mô hình, qua thực hiện mô hình, nhiều đội nghiệp vụ và công an phường xã đã chọn đúng vấn đề trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, nghiêm túc triển khai thực hiện nên đạt được những kết quả rất khả quan như mô hình tuyên truyền lưu động bằng xe phát loa phòng chống tội phạm, mô hình tiếng loa 20 giờ, camera giám sát về an ninh trật tự, tiếng loa camera an ninh, tổ xe Honda đầu, phòng chống tội phạm, tổ phòng chống tội phạm liên khóm nhà trọ nhà cho thuê không tội phạm không tệ nạn xã hội tổ tự quản về an toàn giao thông câu lạc bộ hội nông dân phòng chống tội phạm tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy rừng tràm ấp mỹ phú mô hình hai an an ninh trật tự an sinh xã hội trong tín đồ phật giáo hòa hảo cổng rào an ninh trật tự cảm năng phòng chống tội phạm và áp phích tuyên truyền trong khu du lịch quốc gia núi sam Ngoài ra, Công an thành phố còn duy trì quan hệ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với Công an địa bàn Giáp Ranh, Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân cấp xã trên địa bàn 5 phường, 2 xã trên địa bàn thành phố, có 9.654 người tham dự với 189 ý kiến liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội, lắp đặt thêm camera an ninh, ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của lực lượng công an, phối hợp Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tổ chức hội nghị, Công an Nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân cấp thành phố được hai cuộc, có 250 người tham dự, có 18 ý kiến đóng góp trực tiếp tại hội nghị và 1.160 phiếu ý kiến đóng góp của nhân dân. Qua các ý kiến góp ý, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo lực lượng phát huy ưu điểm, chấn chỉnh những mặt còn tồn tại, hạn chế để nâng cao năng lực, sức chiến đấu trong toàn lực lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai tốt các mặt về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chủ động phối hợp với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền dẫn động nhân dân phát huy quyền, quyền làm chủ thực hiện đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng và duy trì nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến những cách làm sáng tạo hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và thường xuyên củng cố bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các thành viên mô hình tự quản giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, đi vào thực tiễn, không chỉ là động lực thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ tại Việt Nam mà còn là bước đi đúng đắn, quyết liệt nhằm hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đã xây dựng ứng dụng định danh điện tử quốc gia, ứng dụng VNAID. Đây là công cụ, phương tiện kết hợp cùng căn cứ công dân gắn chip điện tử, làm nền tảng cốt lõi để phát huy tính ưu diệt của công nghệ số. Khi mọi thông tin, giấy tờ cá nhân của công dân được tích hợp trong tài khoản định danh điện tử, công dân không phải xuất trình giấy tờ, bản giấy khi thực hiện giao dịch với cơ quan nhà nước hay khi thực hiện các giao dịch dân sự giao dịch kinh tế tất cả sẽ được thực hiện thông qua máy điện thoại di động có cài đặt phần mềm vneid và kết nối internet vậy tài khoản định danh điện tử là gì thực hiện việc đăng ký và cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid như thế nào tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập chính là mã số định danh cá nhân số thẻ căn cước công dân của công dân và mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNAID do Bộ Công an phát triển. Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có những lợi ích như sử dụng để thay thế thẻ căn cước công dân và các loại giấy tờ mà công dân đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNAID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính, chỉ cần xuất trình điện thoại di động có cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNAID là có thể thực hiện giao dịch mà không cần xuất trình bản giấy, các loại giấy tờ đã tích hợp. Ngoài ra, công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn, giao dịch ngân hàng, đóng bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Tài khoản định danh điện tử có hai mức. Tài khoản mức 1. Công dân tải về và cài đặt ứng dụng vneid trên kho phần mềm di động CH Play hoặc App Store, sau đó tiến hành khai báo và đăng ký tài khoản mức 1. Với tài khoản mức 1, công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như phòng chống dịch, khai báo y tế, thông tin tiêm chủng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến, thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng. Tài khoản mức 2, công dân thực hiện tại trụ sở công an, công dân cần mang theo thẻ căn cứ công dân gắn chip điện tử và các loại giấy tờ để tích hợp như giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, mã số thuế để tích hợp vào tài khoản định danh điện tử. Với tài khoản mức 2, công dân có thể sử dụng tất cả các chức năng tiện ích mà ứng dụng định danh điện tử quốc gia cung cấp như đăng ký tích hợp hiển thị các loại giấy tờ, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, đóng bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, nhiều tiện ích khác đang ngày một mở rộng. Sau khi đăng ký thành công tài khoản mức 1 và mức 2, hệ thống định danh điện tử quốc gia sẽ gửi tin nhắn thông báo công dân đã đăng ký thành công tài khoản. Sau đó, công dân thực hiện việc kích hoạt tài khoản thông qua mã OTP mà hệ thống định danh gửi về. Công dân nên đăng ký hoàn thiện tài khoản định danh điện tử mức 1 trước khi đăng ký tài khoản mức 2. Kính thưa toàn thể nhân dân, để thực hiện tốt đề án 06 của chính phủ, thực hiện sự chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, 100% công dân trên địa bàn cài đặt và đăng ký tài khoản định danh điện tử để phục vụ nhu cầu của công dân, công an thành phố Châu Đốc đã đặt 3 trạm máy thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2 như sau. Thời gian thực hiện từ 26 tháng 7 năm 2023 đến ngày 7 tháng 8 năm 2023, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Địa điểm: Trạm 1, Công an phường Vĩnh Mỹ, Trạm 2, Công an phường Châu Phú B, Trạm 3, Công an thành phố Châu Đốc. Lưu ý, khi đi, công dân mang theo các giấy tờ sau: căn cứ công dân gắn chip bắt buộc, số điện thoại cá nhân, mỗi số điện thoại chỉ dùng kích hoạt được một tài khoản định danh điện tử, đăng ký xe các hạng mô tô, ô tô nếu có, giấy phép lái xe mô tô, ô tô nếu có, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội nếu có đề nghị toàn thể nhân dân tranh thủ thời gian đến các điểm thu nhận lưu động để thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID và đăng ký tài khoản, định danh, điện tử. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.